Rồi trước tiên là chị cho em biết tên của chị ha. Chị là Lê Thị Lệ Hiền. Dạ. Chị Hiền hiện tại là đang ở Mỹ hả chị Hiền ha? Đúng rồi. Dạ. Và hôm nay là chị Hiền kết nối là để kiếm ba của chị à? Kiếm ba đúng rồi. Dạ. Ba của chị tên gì? Là Lê Trung Thành. À, Lê Trung Thành. Chị có biết năm sinh của ba không? À, không biết năm sinh mà trong cái cây xanh thì mẹ là 1946 mà ba thì lớn hơn mẹ 10 tuổi. Ồ, vậy là ba là 1936. Đúng rồi. Dạ, Có để em. thể gì, có thể gì mình đoán thôi chứ mà trong cây xanh này là lớn hơn 10 tuổi. Dạ, vậy thì tính ra độ tuổi ba chị năm nay khoảng chừng 88 tuổi. Đúng rồi. Dạ, và có biết quê quán của ba ở đâu không chị? Đây là Thừa Thiên Huế. À, Thừa Thiên Huế. Ừ. Và trước đây với cái sự mà mất liên lạc với ba chị như thế nào, câu chuyện diễn ra ra sao? Ba chị biết nhưng mà có một cái là ngày xưa chị ở ngay chợ Vườn Chuối, chị sanh đẻ ngay chợ Vườn Chuối, quận 3. Chị sanh ở nhưng mà có biết ba luôn. Nhưng mà năm 19 ba làm là huấn luyện viên ở trại Hoàng Hoa Thám ở Tân Bình đấy, huấn luyện viên nhảy dù. Lúc đó chị mới có 6 tuổi thôi, sáu, nhưng nhưng rồi kêu là kêu bà ngoại cho đi vượt biên chung mà ngoại không cho đi, chở với ngoại nhỏ Năm 78 là ba có ghé về một lần rồi sau đó là mất liên một lạc luôn lần hả? rồi mất liên lạc luôn. Rồi chị có biết bên nội không? Không biết ai bên nội hết mà biết chú ruột là Lê Trung Tâm. Chú Lê Trung Tâm là sinh năm nào hay khoảng năm nào chị có nắm không được không? biết không biết không biết nghe cái tên thôi. Rồi cô ngoài cô cũng biết, có cô nữa mà không biết tên luôn, cũng là dạ Lê hết. rồi ngoài chú Lê Trung Tâm ra thì chị có biết tên ai khác nữa không? Không không biết còn ai nữa, tiểu quân nhỏ mà. Rồi mẹ của chị tên gì? Bùi Thị Thanh Xuân. Bùi Thị Thanh Xuân. Vậy Ừ. ba với mẹ sinh ra chị một mình chị hả? Có đứa em gái nữa. Là Đứa em gái là Bùi Thị Ngọc Trinh. cũng con của ba luôn. Ừ, không, không phải là con của ba. À, con có người khác, con của ba khác. À đúng rồi. Một mẹ khác cha. Rồi, ok chị. Rồi em Ba chị có xin mình chị hả? Em xin tóm tắt là hôm nay chị lên muốn kiếm ba tên là Lê Trung Thành, độ tuổi khoảng chừng 88 tuổi, quê của ba là ở Thừa Thiên Huế. Đúng rồi. Thì Nhưng trước mà đây vô Nam làm việc. em biết rồi, thì đương nhiên là gặp gặp mẹ chị ở trong Sài Gòn mà. Rồi có quen biết với mẹ chị là Bùi Thanh Xuân và có sinh ra chị. Và năm 1900 khoảng chừng 88 thì ba có gặp một lần, có về một lần sau đó rồi mất liên lạc cho đến bây giờ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Ok chị. Rồi chị là sinh năm mấy ha? 1962. 1962. Ok chị. Vậy rồi có ai lên tiếng thì em sẽ báo cho chị biết, cũng hy vọng rằng là chị còn có cơ hội gặp cha hoặc là chị kết nối được với bên đội của chị. Có ai tìm được bên ba chị đó thì chị xin thổ tạ 500 đô. Rồi ok chị nha, rồi chúc sức khỏe chị nha. Chị chưa quên nói cái này nữa. Ba chị, má chị với ba chị bỏ bỏ nhau là năm 1964. Rồi ba chị có vợ khác. Và vợ sau của ba tên gì chị có nắm được không? Không biết mặt luôn mà má chị bỏ đi nước ngoài luôn năm 68. Rồi vậy em có mẹ hoặc là anh có mẹ có ai tên gì có thể ba chị biết không? Có biết hết đó. Chị đọc giùm. Có cậu là Bùi Văn Phước tử, là đi lính là ba 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 là người xin vô cho đi lính đó, đi lính biệt động quân biết đó. Và ông ngoại chị biết luôn, bà ngoại biết luôn. Chị đọc giùm. Ông ngoại chị là Bùi Văn Khá, bà ngoại là Hồ Thị Nguyền. Nếu mà kiếm kiếm ra chị đó thì nếu mà ba chị nghe tin này, nhà chị ở chợ Vườn Chuối đường Đài Xe Lửa là ba biết đó, ba có lợi mấy lần. Ok chị.
Rồi vậy có ai lên tiếng về câu chuyện của ba chị thì em sẽ báo chị biết nha. Dạ, cảm ơn À, Mường. rồi ok chào chị nha. Ok. Dạ. Rồi trước tiên là chú cho con biết tên của chú ạ. Tên chú là Dương Văn Định. Dạ, chú Định hiện tại là đang ở tỉnh nào? Chú đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Dạ, hôm nay chú kết nối là để kiếm ai chú? Sao ạ? Hôm nay chú kết nối là để kiếm ai ạ? À? Chú kết nối để kiếm cháu Nguyễn Thị Hoa. Dạ, Nguyễn Thị Hoa là quan hệ như thế nào với chú? Nguyễn Thị Hoa là con ngoài giá thú của ông anh vợ chú. À, con riêng của ông anh vợ. Dạ. Dạ, rồi thưa chú là chị Nguyễn Thị Hoa là sinh năm mấy? Nói thật với Tuấn Vĩ là cái này chú không nắm được. Chú chỉ nắm được cái tôi gọi em Vĩ cứ hỏi đi. Dạ, rồi cái người cha tên gì? Cha tên Nguyễn Văn Hiền. Dạ, Nguyễn Văn Hiền là năm nay chú Hiền bao nhiêu tuổi rồi? Anh Hiền là sinh năm 57 và anh ấy đã mất năm 2000 là 23 rồi. Dạ, rồi cái câu chuyện của chú Hiền trước đây như thế nào chú ạ? À? Rồi. Anh Hiền này là sau khi mà đi buôn bán làm ăn ở bên cái huyện Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ thì anh ấy có quen biết với mẹ của cháu Hoa. Quen biết mẹ cháu Hoa và hai người đã coi như thế là quan hệ với nhau và sau đó sinh ra cháu Hoa là con ngoài giá thú của anh Hiền. Dạ, cái người mẹ đó tên gì? Người mẹ thì nói thật với Tuấn Vĩ là anh cũng không nắm được, cũng không biết được tên là gì. Chỉ biết là Dạ. ở huyện Thanh Sơn thôi chứ hiện nay cũng không biết ở đâu. À. Dạ, và sinh ra cháu Hoa khoảng sinh năm mấy? Sinh năm mấy thì anh cũng không biết. Nhưng cách đây độ 2-3 năm thì cháu Hoa sau khi nó tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm của Đại học Đà Nẵng, nó ra trường nó đi dạy học đó, thì là nó mới quen một anh sĩ quan biên phòng ở không biết là bộ đội biên phòng của Quảng Nam hay là Quảng Ngãi hay Đà Nẵng gì đó. Thế thì có đưa về nhà để cho cái ông Hiền á là ông bố ấy là được xác minh lý lịch, chắc là lấy sĩ quan cho nên phải xác minh lý lịch là bố là bộ đội phục viên. Thế thì hai cháu nó có về nó gặp cha nó và cha nó xuống phường xin xác nhận là bộ đội phục viên và cư trú ở thị xã Phú Thọ như thế. Thì hai cháu nó sau khi xong việc thì nó lên thì nó có ý là nó cho tiền bố nó nhưng mà bố nó không lấy. Thế là sau đó hai cháu nó xin phép nó về thì nó không để lại cái thông tin gì và sau khi mà bọn tôi ở trong Biên Hòa này ra ngoài Phú Thọ thì thấy ông anh ông có nói lại như thế. Thế thì cũng chỉ biết được vẻn vẹn là bấy nhiêu thông tin thôi. Thế thì bây giờ ông ấy mất rồi thì bây giờ cháu là con ngoài giá thú thì chúng tôi muốn là coi như liên hệ với cháu để sau này nó có những cái điều kiện để nó tìm về cội nguồn hoặc là nó có những cái thông tin gì mà cần đến cháu thì coi chúng tôi sẽ thông tin lại cho cháu ạ. Dạ, vậy thưa chú có nghĩa là cháu Hoa này đã về tìm chú Hiền rồi đúng không? Đã gặp nhau rồi đúng không? Vâng, Dạ, đã tìm về gặp. và đã biết địa chỉ này kia rồi đúng không? Vâng, Dạ, nó biết địa chỉ rõ ràng. vậy thì trong trường hợp này thì cái nguyện vọng bên chú muốn tìm thì cháu cũng xin ghi nhận. Nhưng mà Vâng. cháu nghĩ đó là cái địa chỉ của chú Hiền là cháu Hoa có biết. Vì vậy cho nên Biết ạ. là Cho nên là bây giờ nếu nếu mà cháu nó muốn thì nó tìm về thì cũng dễ dàng thôi chứ không có gì khó. Điều quan trọng Vâng. nhất là cháu nó có muốn kiếm về hay không. Còn bên Vâng. chú muốn muốn kiếm và muốn nhắn gửi bởi vì lâu nay là mất liên lạc là không thấy cháu Hoa về thì cháu Vâng. sẽ ghi nhận cho chú. Dạ. Dạ. Và Là bởi vì là bố cháu mất rồi. dạ vâng, Dạ dạ. nếu mà đoán á chú, nếu mà đoán thì là chị Hoa là năm nay là khoảng bao nhiêu mấy chục rồi chú? Chắc là nó cũng chỉ có khoảng độ hai hai mấy tuổi thôi chứ nó không phải là nhiều đâu. Ngoài 20 hai mấy trong cái phạm vi À mà dưới 30 thôi. à vậy hả chú? dạ Dạ. dạ dạ rồi cháu đã nắm được cái thông tin rồi chú, rồi để cháu cập nhật lên rồi hy vọng là cháu Hoa nghe được câu chuyện này thì sẽ nhận diện ra là thứ nhất là quê ở Phú Thọ, thứ hai Dạ. nữa là tên cha là Nguyễn Văn Hiền là Dạ. ở Biên Hòa Đồng Nai. Không không, Nguyễn Văn Hiền ở thị xã Phú Thọ chứ không phải ở Biên Hòa Đồng Nai. À vậy hả? Vâng, ở phường Phong À. Châu thị xã Phú Thọ.
Tôi có cái căn cước công dân của cha nó và hình của cha nó. Nếu mà Tuấn Vy Dạ. có cần thì là tôi sẽ gửi cho Tuấn Vy ạ. Dạ, có hình cũng được, gửi cái hình qua cho đây cho cháu. Dạ. Dạ. Vậy Dạ. là quê cha là cũng ở Phú Thọ luôn. À, Phú Thọ luôn ạ. Dạ, và quê của mẹ của cháu Hoa này cũng ở Phú Thọ luôn, ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Vâng, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ luôn. Ở Dạ huyện Thanh vâng. Sơn, tỉnh Phú Thọ. Dạ. Rồi rồi, ok chú. Cháu đã nắm được thông tin rồi, hoặc là ở trong cộng đồng có ai biết được chị Hoa mà có cha tên là Nguyễn Thanh Sơn và đáng nghi ngờ thì Không, cha mong là Nguyễn Văn Hiền. à Cha là Nguyễn Nguyễn Văn Hiền à xin lỗi, à Nguyễn ở Văn thị Hiền. xã Phú Thọ. Dạ Vâng, dạ ở vâng Phong vâng Châu, vâng. thị xã Phú Thọ. Vâng, Vâng. cháu cháu lộn, cha là Nguyễn Văn Hiền. Dạ. Rồi. Rồi có ai lên tiếng thì cháu sẽ báo chú biết nha chú. Thế sau khi mà chúng tôi nhận được thông tin của người nhà thân mà chính xác thì chúng tôi sẽ xin hậu tạ đối với cái người thông tin lại cho gia đình tôi là 10 triệu đồng. Cái này nó là cái tấm lòng của ít lòng nhiều thôi chứ nó cũng không đáng giá gì. Dạ Thế nhưng dạ. mà cũng rất mong là coi như thế là người báo tin cũng như là cộng đồng là hiểu và thông cảm cho gia đình chúng tôi ạ. Dạ dạ vâng, ok chú. Rồi. Dạ. Vậy nha chú, rồi có ai lên tiếng thì cháu báo chú biết nha. Dạ. Dạ 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 Vâng, cảm rồi. ơn ạ. Dạ Vâng. dạ. Rồi chào Vâng. chú. Rồi, Dạ chào dạ. ạ. Em biết tên của chị ha? Tên em là Dương Thị Thỏa. À Dương Thị Thỏa, chị Thỏa là sinh năm mấy? Sinh năm 1973. Dạ, hiện tại là chị Thỏa ở tỉnh nào? Thì ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Dạ. Và hôm nay chị Thỏa kết nối là để kiếm ai chị? Chị Thỏa kết nối tìm bố của chồng. Tìm bố của chồng. Dạ. Dạ. À, chồng của chị tên gì? Chồng của chị là Trương Quốc Thành. Trương Quốc Thành. Trương Quốc Thành là sinh năm mấy? Sinh năm 1973. Dạ. Và hồi đó là anh Thành thất lạc bên gia đình ra sao? Hồi đó là anh Thành là bố của anh đóng quân tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh năm 1971 72. Bố đóng quân ở đó mà bố Lâm là đại đội trưởng, cũng là có 5 người đóng quân gần nhà đó. Là mẹ bố bố quen mẹ đóng quân đây, là quen mẹ ở đó. Rồi Dạ. một thời năng biết bố có biết có con với mẹ hay không. Rồi, chị ơi, em xin lỗi nha. Bên chị nó hơi ồn đó. Chị nói là các cháu nó đỡ ồn cho em một chút xíu. Bố trước là đi bố người là Bắc Cạn mà đóng quân ở tại Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Dạ. Thì bố đóng quân ở đó là năm 72, thì cùng quen quen mẹ là Hà Thị Phương. Dạ. Thì sau đó là đợt nữa là cô Lê giải phóng là hoặc là vào giải tán này là hết vào miền Nam là hãy về quê. Thì thật lạc từ đó đến nay. Thì Dạ. dư gia đình là mong muốn là có cháu rồi thì cũng muốn tìm bố về quê nội. Dạ. Rồi, và tên của bố anh Thành là tên gì? Tiếng của bố anh Thanh là Trương Quốc Thịnh. Trương Quốc Thịnh có biết sinh năm mấy không ạ? Không biết bố sinh năm nào chứ bố lần nữa thì mẹ sinh năm năm hai thì bố chương có lẽ năm mươi năm hai gì đó. À, bố khoảng chừng 50 cho đến năm 2, gần gần bằng tuổi của bà. Dạ. Dạ, Trương Quốc Thịnh quê ở Bắc Cạn, chị ha. Dạ, mà lúc đó là bố làm đại đội trưởng. Rồi. Và có biết là trong gia đình của bố là có ai tên gì có nghe nói không? Từ đó đây thì đến năm chín mẹ sinh năm mẹ được 42 tuổi thì đến sau là năm 94 thì mẹ mất bị tai nạn ấy mất đi. Thì hiện không là hỏi được là mẹ là mất đột ngột thì thôi không biết là mẹ không nói được Rồi, thì ok, có nghĩa là không biết. À, chị nói không biết là được rồi. À, ok. mà bộ đóng quân đó thì cũng có là bác Thinh, bác Phụ với bác không biết bác gì là bữa đấy các ba tá đó mà
đóng đổ đi tay nha ông Ba Lạch. Bùi dạ là ông Ba Lạch. Ở Cẩm Bùi Xuyên Hà Tĩnh. Rồi ông Ba ngoài thì Hà Huy Phương để mẹ. Rồi cách nhà là bố đóng quân nhà đấy, nhà mẹ đằng trước thì nhà bố đóng quân đằng sau. Dạ, rồi ok chị, bây giờ thế này, cái điều quan trọng nhất là tên của ông là Trương Quốc Thịnh, sinh khoảng năm 1950, quê ở Bắc Cạn. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn ví dụ như là bạn của ai thì cái người đó nghe tên của ông Thịnh thì người đó sẽ người ta sẽ lên tiếng. À, kể cả là mình không nhớ tên, ví dụ như trong một cái tiểu đội đó là biết bao nhiêu người mà mình có thể nhớ tên được một hai người, mà cái người đó không nghe được cái chương trình mà người khác nghe được tên của ông Trương Quốc Thịnh đóng quân tại Cẩm Xuyên Hà Tĩnh, à, và quen với bà Hà Thị Phương, là vậy là người ta biết là có ai mà quen biết hoặc này kia, thì người ta nghe thông tin này thì mong được cái sự giúp đỡ của những đồng đội của ông Thịnh cũng như là con cháu hoặc là những người trong gia đình mà có nghe được câu chuyện này thì cũng mong được cái sự tạo điều kiện để cho chồng của chị biết về cội nguồn. Dạ. Thì ha. Dạ. Dạ thì ai mà tìm được thì cảm ơn cộng đồng giúp đỡ thì gia đình hậu tà 5 triệu. Dạ dạ. Anh chuẩn bị giúp đỡ dạ, mạng giúp đỡ gia đình em ơi. Dạ dạ. Rồi ok chị nha. Ừ, dạ ok rồi chào chị. Em tạm biệt. Dạ 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 dạ. Rồi bye bye chị. Dạ em chào Tướng Quỷ, chào cộng đồng mạng. Em tên Hoàng Công Lận, sinh năm 72 ở Đồng Tháp. Dạ. Rồi anh Luận hiện tại là ở Đồng Tháp ha. Dạ. Dạ. Hôm nay anh Luận kết nối là để kiếm ai anh Luận? Dạ em kết nối để tìm cha ruột của em. À. Cha của anh tên gì và sinh năm nào? Dạ cha của em tên Hoàng Xuân Lưu, sinh năm 1937. Hoàng Xuân Lưu hả anh? Lưu á, L U U. À Lưu. Dạ. Sinh năm 1937 lận hả? Dạ. Dạ. Rồi hồi đó là cha thất lạc trong cái trường hợp như thế nào? Dạ cha hồi đó là sĩ quan chế độ cũ rồi đi cải tạo á. Dạ. Rồi có một người không biết người nào ở báo tin cho cha, nói mẹ ở nhà có chồng khác bỏ con bơ vơ. Rồi cha không liên lạc nữa, cha nói cha buồn, cha không liên lạc. Ờ. Dạ. Vậy rồi mất liên lạc từ đó luôn hả anh? Dạ. Ồ. À, tính ra độ tuổi của ba của anh thì năm nay cũng đã 87 tuổi anh ha. Dạ. Dạ. Rồi anh có nghi ngờ là cha đi đâu hay là ở đâu này kia không? Có nghe phong phanh gì không? Dạ em có hỏi thông tin của người bác ở cải tạo chung á. Ông ấy nói là cha ra chạy năm 82. Ừ. Nhưng mà không có thông tin từ đó, từ năm 78 luôn. À. Dạ. Vậy thì nếu ví dụ như ba ra trại thì có thể ba lập gia đình khác đúng không anh? Có thể như vậy ha? Dạ. Dạ chắc có thể. Dạ. Vì vậy cho nên thì bây giờ kiếm được cha đó thì cũng hơi gọi là cái khả năng không cao, vì tính ra độ tuổi ba năm nay là 87 tuổi rồi. Còn cũng có thể hy vọng là ba lấy vợ sau rồi sinh ra những người em của anh đó, thì có thể rằng là kiếm được em của anh ha, hy vọng là như vậy. Dạ. Dạ. Rồi quê quán của ba thì ở đâu và cha mẹ của ba, tức là ông nội bà nội của anh tên gì? Dạ em biết tên ông nội, tên Hoàng Hoe. Ừ. Dạ. Ông nội tên Hoàng Que, còn bà nội tên gì, ở đâu? Dạ mà nội không biết, nhưng mà quê gốc hồi đó thì ở Quảng Trị, ở Bình Trị Thiên á, Quế. À, Bình Trị Thiên, Quế. Ừ. Và cái khi mà ba đi cải tạo đó là nhà ở đâu, mẹ ở đâu? Dạ gia đình sống ở Sài Gòn. À, gia đình sống ở Sài Gòn. Dạ. Ừ. Rồi lúc đó là ba có tất cả mấy người con? Dạ bốn người con.
À, lúc đó ba có bốn người con, anh đọc tên của bốn người đó giùm em. Người anh lớn là Hoàng Xuân Lãm. Dạ. Tới em là Hoàng Công Luận. Dạ. Tới đứa em nữa là tên Hoàng Xuân Long. Hoàng Xuân Long. Dạ. Ừ. Còn một đứa em gái là Hoàng Thị Kim Loan, nhưng mà khi cha đi á là Kim Loan nó còn trong bụng mẹ. À, mẹ đang mang bầu. Dạ. Vậy là có nghĩa là ba đi cải tạo, sau đó rồi cũng không biết ai là nói rằng là mẹ có người khác nên là bỏ mấy đứa con bơ vơ. Vì vậy cho nên là ba Dạ. buồn rồi ba không có liên hệ nữa. Dạ. Dạ, rồi. Thì cũng hy vọng rằng đó là ba còn khỏe mạnh để nghe câu chuyện này, hoặc là những người con của ba đó thì nghe được câu chuyện này thì Dạ. sẽ nhận diện ra tên ba là Hoàng Xuân Lưu. Quê quán của ba là ở Bình Trị Thiên, Huế. Dạ. Rồi cái khi mà ba đi cải tạo là gia đình đang còn ở Sài Gòn, vợ con ở Sài Gòn. Không anh, năm 75 á là về quê ngoại ở Đồng Tháp. À, 75, sau Về quê 75 là ngoại về với sau ngoại. 10 ngày sau ba mới đi cải tạo. Dạ. Rồi, ok anh. Em đã nắm được cái nội dung câu chuyện rồi thì cũng hy vọng rằng là ba anh còn mạnh khỏe, hoặc là ở trong cộng đồng có ai biết về ba anh thì có ai lên tiếng thì em báo cho anh biết. Dạ, em có cái thông tin của mấy người bác nữa anh Tứ Vĩ. Dạ. Anh nói đi anh. Bác có người bác ở tên Hoàng Xuân Bính ở ngã tư Bãi Hiền ngày xưa á. Dạ. Vậy lâu nay thì anh có qua lại Dạ với bên có. nội không? Lâu nay anh có qua lại bên quê Dạ nội không không? à, từ đó tới giờ không biết à, không biết bên nội luôn ạ. À, không biết bên nội luôn. Rồi có bác Hoàng Xuân Bính rồi có ai nữa? À, Hoàng Công Chữ, chữ hay là trữ gì đó. Dạ. Cũng ở Sài Gòn luôn. Dạ. Ồ, rồi cũng hy vọng rằng đó là mấy bác của anh nghe được câu chuyện này để kết nối được. Rồi có ai nữa không anh? Dạ có chú Út hình như là tên Thiện, nghe mẹ kể lại là nói tên Thiện đó chú Út. À. Vậy ha. Rồi, hết chưa anh? Dạ hết rồi anh. Dạ. Rồi ok anh. Rồi có ai lên tiếng thì em báo cho anh hay nha anh nha. Dạ bây giờ em cũng mong là muốn tìm lại, nếu mà cha thì không có cơ hội thì tìm lại anh chị em cô chú bác bên nội. Nếu ai có thông tin chính xác thì em xin hậu tạ cho người báo tin 10 triệu ạ. Dạ. Rồi ok anh, rồi chào anh nha, có gì em báo anh hay. Dạ chào anh Tướng Vĩ và chào cộng đồng. Dạ.